người đẹp Việt chi bao nhiêu tiền cho các cuộc thi hoa hậu? Chi phí tham gia một cuộc thi sắc đẹp phụ thuộc vào mức độ đầu tư của thí sinh và sự hỗ trợ đến từ ban tổ chức, nhà tài trợ. Những năm qua, các cuộc thi hoa hậu xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút sự quan tâm của công chúng. Điều này tạo điều kiện cho các cô gái có cơ hội được thử sức và thể hiện mình ở đấu trường sắc đẹp trong nước. Nhưng để tham gia một cuộc thi nhan sắc, bên cạnh ngoại hình, khả năng ứng xử, các thí sinh cần đầu tư trang phục trình diễn, phụ kiện và nhiều hạng mục khác xuyên suốt chặng đường. Thông qua chia sẻ của những hoa hậu, á hậu và nhiều người đẹp, tổng chi phí tham gia một cuộc thi hoa hậu là tương đối lớn. Vào thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đã nhận được câu hỏi liên quan đến chi phí tham gia cuộc thi. Người đẹp Hà Thành thẳng thắn chia sẻ, bản thân đã chi khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Mỹ Linh cho biết, mỗi người có một sự đầu tư khác nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi. Người đẹp sinh năm 1996 bỏ ra chi phí ít vì cô được ban tổ chức và các nhà tài trợ hỗ trợ. Câu chuyện của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương, cũng là một trong những ví dụ điển hình liên quan đến chi phí tham gia cuộc thi nhan sắc. Người đẹp Khánh Hòa từng tiết lộ, số tiền cô bỏ ra cho váy áo, make up, phụ kiện là không nhỏ. Vào năm 2019, khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mẹ của Hoàng Phương từng có ý định bán nhà để hỗ trợ chi phí cho con gái. Nhưng may mắn nhờ người quen giúp đỡ, cô có thể tham gia cuộc thi mà không cần phải bán nhà. Sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Chu Lê Vi Anh đã có buổi tâm sự với người hâm mộ về những vấn đề liên quan đến cuộc thi. Cô gái Hà Nội khẳng định, việc bỏ ra số tiền nhiều không phải là điều kiện tiên quyết để giành ngôi vị Hoa hậu, Á hậu. Trong livestream cá nhân, Vi Anh cho biết, sau màn xoay 5 vòng ở vòng trung khảo, 5 phút sau có nhiều nhà thiết kế liên hệ để tài trợ quần áo, phụ kiện. Tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ trong hành trình tham dự cuộc thi. Nói chung, mức chi phí rơi vào khoảng 60 đến 200 triệu là bình thường, còn bạn nào sộp hơn thì khoảng 300 đến 400 triệu. Á hậu Mâu Thủy cũng từng có những chia sẻ về xoay quanh câu chuyện chi phí cho một cuộc thi sắc đẹp. Khi nhận được câu hỏi, 18 tuổi thì lấy tiền đâu để đi thi hoa hậu, người đẹp chia sẻ, 18 tuổi vừa tốt nghiệp xong. Ra đi thi thì mình kiếm một nhà đầu tư uy tín, mình kiếm cá nhân đầu tư cho mình hay một công ty đầu tư cho mình. Ví dụ như khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi kiếm một công ty đầu tư cho mình. Công ty đầu tư xong rồi thì tôi sẽ trả tiền đó lại sau. Á hậu hai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, kinh phí để dự thi sắc đẹp là một con số khá nhiều. Mặc dù được tài trợ váy áo, nhưng vẫn phải chi tiền cho những phụ phí khác. Ngoài ra, thí sinh còn đầu tư tham gia học catwalk, chụp ảnh, giao tiếp, ngoại ngữ.